Dạ, em là bạn của Lan. Hai đứa con gái với nhau chơi được với nhau được hơn năm rồi. Đây, đây, đây là bạn của vợ. Anh nhìn Meli du côn quá. Xin Xin chào chào mọi các người. người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Vũ Vlog. Mọi người thấy thấy kênh của bố con hay, hãy like, subscribe và một đăng ký kênh cho bố con nhé. Mong mọi người ủng hộ vợ chồng mình nhá, để lấy động lực để ra những video tiếp theo để phục vụ mọi người, mang đến tiếng cười cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ là qua kênh YouTube Vũ Vlog ủng hộ vợ chồng em nhá. Thank you Xin mọi chào. Người. Chào mọi người. To thế này mà nó không chín nhỉ? Hái quả dại mít ăn mà to thế kia thì ăn nào? Vợ đây. Ôi giời ơi, chồng nhớ vợ quá. Tình hình công việc bên đấy nào chồng? Bên này chồng nhớ vợ lắm. Chồng nhìn đến mít à? To ôi chưa? Ôi, ở bên Cameroon này nó không có mít vợ. To như mít cả chồng. Nhớ vợ không? Chẳng nhớ vợ thì không mà ở bên này á, ôi giời ơi, mọi thứ nó thiếu thốn, nó khô khan lắm. Bên này không có gái đâu, gái nó cứ điên thỉ thỉ ra, chỗ nào nó cũng thầm thỉ ra. Chả thế nào mà chơi được. Không được lung tung đâu nhá. Không, chồng lúc nào cũng chờ về nhà để đốt cái lò gạch ở nhà. Sao vợ dạo này cười nhăn mặt như trỏ đầu khí đấy. Phải nhớ chồng ạ. Phải nhớ chồng mà vợ phải để nguyên cái lò gạch đấy nha, để cho để về chồng đốt nhá. Trên lò gạch này chỉ có mỗi chồng đốt chứ ai đốt. Thế là rất là tốt, bởi vì bên này chồng cất kỹ quả cà rốt rồi. Chồng chồng đề quả cà rốt ở chế độ nó máy bay hết rồi. Bởi vì bên này là nói tóm lại là bên này con gái nhìn nó cứ điên xì xì ra, bốn cánh nó thâm như kiểu là trâu đến thắng đẻ. Ra là chồng. Thế sao chồng biết là bốn cánh thâm như thế? Thì truyền thông đại chúng nó tung lên như thế. Nhìn nó cứ như những thịt trâu cắt ra làm sáu mảnh á. Ôi dồi. Này lằng nhằng xẹo đi cả cụm nhá. Chồng biết rồi, chồng làm gì, chồng làm gì mà dám lầy lọ linh tinh, chỉ làm cày để kiếm tiền thôi. Chứ bên này có tiền cũng không mua được những cái thứ mà ở bên mình có đâu. Cameroon này nó đen lắm, nhìn nó cứ như kiểu là bọn châu Phi á. Ruộng vẫn để không, chờ chồng về cày đấy. Ôi giời ơi, cỏ. Bên này chồng cũng cày liên tục thế này, có phải là cày cái gì? Có nghĩa là cày để kiếm tiền đấy. Yêu thế không biết được. Chà bố mày. Ơ chồng đi làm đi. Đâu đang ngồi, đang đi vệ sinh như này. Ô thế đi vệ ngồi kiểu chõm đây à? Đi vệ sinh thì mới gọi điện cho vợ. Thì nó cách xa hàng vạn cây số mà phải gọi điện cho vợ cũng phải tiết kiệm thời gian. Lúc vệ sinh vệ sức mới gọi, chứ còn không phải đi cày tiền chứ. Mít to giống mít chồng à? Điên là mít gì mà có gai thế? Mít chồng thì chẳng có gai. Thế nhá chồng ơi. Hả? Thế nhá, để vợ gọi điện lại sau nhá. Bao nhiêu năm không về, nhà cửa vẫn thế, cái cổng này vẫn y như thế luôn. Về bất ngờ thế này, sự là về bất ngờ như thế này vợ mình chắc là nó vui lắm.
Ôi vườn tược y như thế luôn, không thay đổi tí nào. Không có cái gì thay đổi. Ôi vẫn cây dừa như ngày nào. Tuyệt vời không cả. Chim hót líu lo. Sao không thấy quả mít nào to thế nhỉ? Bọn nó ở nhà nó bứt hết trời thế nào nhỉ? Chà bố chúng nó mít mê miếc cứ ăn trộm hết đi. Chắc mỗi vợ ở nhà nó ăn trộm hết mít nhà mình. Bao nhiêu năm rồi không được quả dái mít à? Mít vợ mình nữa đâu. Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, ôi chồng à, chồng về à, vợ, chồng mới về à, trời, ơi, chồng về, chồng em về rồi, chồng em về rồi, ui chồng ơi, sao chồng về chồng không báo vợ? Chồng anh về rồi. Anh ơi ngồi đây anh. Vợ ngồi đây. Đây vợ ngồi đây. Chồng ngồi đây nhé. Vợ vào lấy nước cho chồng nhá. Thôi không phải nước. Ui chồng nhớ vợ quá. Để chồng đi vào thay quần áo đấy. À thôi thôi thôi. Hả? Ngồi đây để vợ lấy nước cho chồng uống đã nhá. Ngồi im đấy. Không phải nước. Đây. Chồng ngồi đây để vợ lấy nước cho chồng uống. Ai trong nhà? Không, làm gì có ai chồng. Chồng về mà, chồng em về mà. Nào. Chồng ngồi đây. Dạ, dạ, chồng mở cửa cho. Ngồi đây vợ lấy nước. Ngồi đây vợ lấy nước cho chồng uống đã. Nào, chồng không uống nước, có ai trong nhà? Không có ai. Cô tránh nhà tôi xem nào. Không có ai mà, vợ bảo không có ai. Tránh nhà để tôi xem. Anh thôi đi. Anh có biết là anh đi biển biệt bao nhiêu năm? Ở nhà tôi và các con sống như nào không? Thế tôi đi để làm cái gì? Tôi kiếm tiền tôi gửi về cho cô nuôi con. Bây giờ cô lại như thế này. Cô đối xử với tôi như thế à? Tôi không cần tiền. Tôi cần thứ khác cơ. À thế à? Bây giờ tôi mới hiểu. Bao nhiêu năm làm ăn cố gắng kiếm tiền về gửi cho cô, để bây giờ cô đâm vào tim tôi một vết thương dài gần 5 cm. Thằng chó nào ở trong đấy? Thứ tôi cần không phải là tiền. Thế thứ cô cần là gì? Là rất nhiều tiền. Anh hiểu chưa? Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Nếu không có cái ngày hôm nay tôi về đột nhiên như thế này, tôi đã không phát hiện ra, không phát hiện ra cái điều mà bấy lâu nay cô lừa dối tôi. Đồ khốn nạn. Anh đừng nghĩ cuộc sống chỉ có tiền là đủ. Bây giờ thì tôi mới hiểu một điều. Hiểu câu nói giả dối của cô. Cô nói gì? Cô... lúc nào tôi gọi điện cho cô cũng nói với tôi rằng thiếu anh em không thể sống được. Đấy là câu nói giả dối nhất trên đời mà tôi từng nghe thấy. Chỉ có thiếu cơm thôi.
thiếu ăn mới không sống được thôi. Tôi nói luôn cho anh biết nhá, tôi đã có. Đồ quỷ sứ, ngoài cứ nói chuyện om om là người ta trong nhà chả ngủ được. Ơ, ai đây? Chồng. Ôi, chồng. Chồng mụ đấy á? Ôi trời ơi, sao mụ lấy được chồng đẹp trai? Ôi trời ơi, sao mà khỏe to thế? Sao mụ lấy được chồng đẹp trai thế? Ơ, thế đây là ai hả em? Ôi, sao mồm nó đỏ như kiểu đít con chó Phúc đến tháng thế này hả em? Dạ, em là bạn của Lan. Hai đứa con gái với nhau chơi được với nhau được hơn năm rồi. Đây, đây là bạn của vợ. Anh nhìn Manly du côn quá, nhìn đẹp trai quá. Chồng bà đẹp trai quá. Ừ, chồng tôi đẹp trai mà. Ô, thế nó là đèn nháy ba pha à? Anh này kỳ ghê. Bọn em ở thế giới thứ ba nhưng mà bây giờ được xã hội chấp nhận rồi đấy. Cứ anh làm gì mà anh cứ nói kỳ thị đấy. Kỳ, kỳ đáo đẻ, đồ quỷ sứ. Ôi em đi về, sang chơi chơi mà chơi lâu thế. Trời mưa rồi về nhanh đi. Anh yêu à, đây em về đây. Tại có chồng của bạn em đây về, đâm ra là em từ nãy giờ em chưa về được. Thế tôi về cưng nhá. Thôi thôi thôi. Ừ, thôi bỏ về nhá. Ừ. Thế về anh ơi, em về nhá. Vâng, thế anh giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, lúc nào em lại sang chơi chơi sau nhá. Thôi thôi thôi. Thôi. Em về đây. Thôi thôi thôi. Thôi, ừ, thôi em bỏ về đây. Đây. Bạn vợ đấy. Tí về đưa tao 5 lít đi nha. 2 lít thôi. Đồ đã bỏ 5 lít rồi, mưa gió này nó vừa cứu mày quả nguy hiểm như thế mày mất cả. Mày cứu tao quả đấy thì chưa được, còn tao đưa mày 4 lít thôi. Thôi được rồi, thế 3 lít đi nhá. 3 lít nhá. Ờ, thế được đi. 3 lít. Vợ. Chồng xin lỗi vợ vì đã hiểu nhầm vợ. Vợ yêu chồng. Chồng cũng yêu vợ. Vợ vẫn chờ chồng về. Để canh cái thửa ruộng chồng bỏ bao nhiêu lâu nay rồi đấy. Cỏ mọc tùm rồi. Chồng muốn xới tung cái lò gạch này lên, muốn ủ những viên gạch đầu tiên. Thiếu vợ chồng không thể sống được. Điều chỉ có thiếu cơm mới không sống được thôi. Mãi bên nhau bạn nhé. Mày yêu chồng. Yêu vợ. Đi vào đi. Đi vào cày lươn nhé. Vào đốt lò luôn.